robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm theo của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Đây là Elemental Dungeon. Cách đây vài tuần mình làm video review với các bạn trên web của cung cấp dịch vụ về tựa game này. Khá là bất ngờ, tuy không review nhiều nhưng vẫn có 38 đơn. Đây về cơ bản là tựa game hay, nhưng có điều cày guốc sẽ mất thời gian, cũng như thể loại game đó là vòng lặp đó mọi người, nên nhiều khi chơi một mình sẽ chán. Halloween sẽ rời đi trong 2 ngày 9 tiếng nữa, hãy cùng làm một video thứ ba để review về nó nha. Tiêu đề video ban đầu, mình đã trở thành huyền thoại. Huyền thoại tựa game này gồm có hai thứ. Cái đầu tiên là trang bị huyền thoại Legendary. Mình nghĩ là với những dungeon cao hơn sẽ có trang bị hiếm hơn như là Mythical. Nhưng hiện tại cấp mình là cấp 93, mình chỉ chơi được map Snow Castle thôi. Độ hiếm cao nhất là Legendary. Cái huyền thoại thứ hai đó chính là về element. Đúng với tên game, Elemental là nguyên tố. Cấp độ hiếm từ Rare, Epic, Legendary và cao nhất là Mythic. Cái hình con ma 0.25% này là trong Halloween nè. Vẫn có thể quay được từ cái này nha. Còn nếu mà có nhiều candy, hình như hôm nay nó mất tiêu rồi mọi người ơi. Thường nó có một con ma chỗ này nè, 25.000 candy nằm góc phải nè. Như vậy là hiện tại chúng ta chỉ thể kiếm được cái nguyên tố con ma thông qua việc quay chỗ này thôi, Roll Magic. Nguyên tố mình xài vẫn là Light, nguyên tố ánh sáng. Mastery 157/300. Sắp mở được cái skill thứ tư rồi nè, 160. Và video này sẽ cố gắng roll ra được cái Element Legendary. Một là roll ở đây, còn hai á, Event Shop nè, lâu lâu sẽ random. Và hiện tại, nó đang cho chúng ta một cái Angel, 1500 candy, mình đã đủ rồi hả? Đây là nguyên tố Legendary. Do đó nếu mà không quay được từ cái này, thì chúng ta sẽ mua cái nguyên tố Legendary kia, 2010 gem, tức là chúng ta sẽ quay được 20 lần. Cái tựa game này mình không review nhiều nhưng vẫn chơi nha bạn, bởi vậy mới lên được cấp 93 nè. Ba lần đầu tiên, chúng ta sẽ có Nature, Fire và Lightning. Lần đầu mới thấy Lightning luôn, sấm sét các bạn, Epic 19%. Cái PT cộng dồn nha, hình như mỗi lần là 1% á. Fire, Nature, Lightning. Tiếp tục nào, Lightning, Lightning và Lightning. Còn 8 lần nữa mọi người, chúng ta có Fire, Lightning và Lightning. Inventory chúng ta vẫn còn khá là dư nhiều. Chúng ta có Nature, lần cuối. Rồi xong luôn, 2000 gem tích lũy của tôi. Như vậy là trong video này phải mua rồi. Đây, 1500 candy nha. Nguyên tố Legend đầu tiên giúp mình trở thành huyền thoại. Angel này sẽ có 4 skill, 1, 30, 75, 145. Và ở đây chúng ta có thêm một cái gì đó rất là lạ nè. Nó có cục năng lượng màu tím tím, nó xoay xoay các bạn. Nó tên là Corrupted. Cái này không có, cái này có. Trang bị mình đang xài tên là Azure nha bạn. Azure Jet Black, Azure Legging, Azure Helmet. Khi chúng ta chơi map Snow Castle này, có tỷ lệ xuất hiện. Chế độ càng khó, phần trăm càng cao. Nhưng mình đi chế độ Medium, phần trăm cơ hội nó ra chỉ là 0.9 thôi. 0.9 nó có nhiều cái nha. Tại vì nó còn một combo khác nữa nè, màu xanh lá cây. Combo xanh lá cây tên là Virgidian. Combo này cho mình heal, bởi vì máu. Còn mình sẽ Azure, 3-3 máu sẽ cho mình về Magic. À thì trong cái tựa game này nó sẽ có rất nhiều cái vị trí và rất nhiều NPC, chứ không đơn giản chỉ là vô chơi game đâu nha. Như là có bên này mình sẽ có thợ rèn đúng không? Blacksmith, Alchemist là cho mình boost. Có đủ nguyên liệu sẽ đổi với con này. Nó cho chúng ta những cái boost 50% dam, 50% lucky, 50% gold. Rồi bên góc bên này mình sẽ có crafting. Trong suốt quá trình các bạn chơi kiếm được nguyên liệu nè, rồi tiền nè, nguyên tố nè, để đổi những cái trang bị. Và không biết bạn có để ý hay không là bên góc bên này, kế bên thợ rèn có một cái hố. Bên dưới cái hố này là một NPC Corruption. À, hình như Corruption này là cái nguyên tố để chúng ta biến element của mình thành Corrupted. Chúng ta sẽ cho một item và nó sẽ có phần trăm để trả lại cho mình một cái material tên Corrupted Shard. Game này cũng khá là nhiều bí ẩn à. Cũng như cập nhật gần đây nhất, nó cho chúng ta một NPC tên là Scientist nằm bên này nữa bạn. Mà thấy lâu đài không? Kế bên lâu đài một cái mẩm đá. Trên mẩm đá này là NPC Scientist. Nó cho mình cái gì? Index. Nghĩa là các bạn sẽ sưu tầm những cái phụ kiện, những item, những element. Mọi thứ như vậy nó sẽ có kinh nghiệm. Level 1, level 2. Khi bạn lên cấp, cho mình thêm 15 slot inventory, một cái title và 200 gem. Mình sẽ donate Fire, Nature, Lightning. Được 100 kinh nghiệm nè. Thì lúc này bổ sung element vào index và được kinh nghiệm. Kế bên nó sẽ có thêm một cái nữa, tên là Tech Crafting. Tên nó là Radar Ability. Cái này theo mình coi trên YouTube, nó như là Haki quan sát vậy các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đi test về nguyên tố mới. Nguyên tố Legendary. Would you like to consume it up? Nó sẽ thay thế cái Current Element, nhưng mà sẽ giữ lại Mastery. Ok, tức là sau này á, mình sử dụng lại cái Light, nó vẫn sẽ là 157. Wow, và nó giống như một cái cánh. Đây là cánh hiển thị cho những người sẽ element là Angel. À, với cập nhật mới kỳ này mình sẽ có map mới nha, Underworld. Yêu cầu cấp 170 trở lên nè. Maximum hiện tại như là 200. Play luôn nè, Snow Castle nha, Medium. Do là skill mới, Mastery mình còn thấp. Nói đầu tiên chỉ chơi được có một skill à. Cái map này mình chơi rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên với nguyên tố mới. Skill đầu tiên là Heal Plus. Oh,
là một chiêu bắn tới trước và thời gian cooldown cũng khá là nhanh. Dụ. Chiêu. Ai. Căng. No. Hơi yếu các bạn ơi. Cái chiêu nhìn đẹp á, nhưng mà mastery nó hơi thấp, hơi mất thời gian xíu. Lên 7 rồi nè. 14 luôn. Cũng khá là nhanh. Né đòn. Hồi chiêu. Sử dụng. Lên được 30 mình sẽ có chiêu thứ hai nha, Midas. Đam đầu tiên lúc mà mastery 1 á tầm 300 mấy. Bây giờ lên tầm 642 nè. Điều này chứng tỏ là cái mastery sẽ ảnh hưởng tới đam nha. Ngoài việc chúng ta nâng vào cái skill point này. Rồi đạt cấp 30, mở theo được cái skill thứ hai, Midas. Hãy cùng test thử skill đó như thế nào nha. Error. Wow. Ghê. Tuy mình đã bị trọc đầu, nhưng mà chúng ta đã khổng lồ hơn, hóa thành một vị thần. Việc hóa thân biến lớn như vậy nó giống với Buddha, cái Phật tổ trong từ game Bloodroot đi. Chỉ khác một điều là chúng ta thời gian thôi nha. Có tăng đam không? 845. Biết rồi. Các bạn để ý cái cánh của mình nè, biến lớn nha. Mình không xài skill, nhưng cái cánh chúng ta nó tạo ra một hiệu ứng chém ấy. Và hiệu ứng khi biến lớn như vậy, nó sẽ gây sát thương. Amazing boy. Cái phạm vi tác động là cái hiệu ứng màu vàng chém đó mọi người. Map này mình test skill hơi nhiều, không để thời gian, sẽ hết giờ rồi. Bình thường một map này mình đi khoảng tầm 4 phút. Đây là boss. Boss. Lại gần nó. Chém. Chỉ quay chỉ là một map. Mà mastery mình lên gần 50. Tại một phần mình mua game pass nhân 2 mastery, giá 599 Robux. Rồi vậy thôi, Elemental Dungeon mình đã quay trở lại và showcase bạn coi về Double Legend, bao gồm các trang bị Legendary cũng như Elemental Legendary. Hẹn gặp lại mọi người những nội dung tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.